Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Rồi, theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký kênh nha mọi người để được cập nhật mấy cái video mới. Hôm nay em về mấy cái được mấy cái máy tính năng lượng không nha mọi người, xài năng lượng pin, nó không cần dùng pin, chung có ánh sáng trong bàn làm việc rồi kia hay mặt trời đó là nó chạy được. Rồi với cái đồng hồ nè, có đồng hồ của Seiko Japan luôn. Nay là cái video 173 nha mọi người, video mã số 173. Rồi đầu tiên nè, bán nguyên cái combo này nha, nó gồm mấy món mọi người, 3 món. Một cái ép tỏi, cái tỏi Japan luôn này, Japan tỏi Japan nha, ép không gỉ, với cái muỗng Japan luôn, cái muỗng chưa sử dụng, cái muỗng nhỏ nhỏ. Rồi với lại cái khay này nha mọi người, cái khay này thì nó bằng thép, chung là nhưng hàng Nhật nhưng mà nó bằng thép nè, thép cũng là thép không gỉ á, tại vì đồ dùng nhà bếp mà này đến giờ đó nên mình xài nó khỏi sợi, nó rất là bền nha. Đây size nó 27 nè, cho 20, nó có 6 cái chén như vậy cho mọi người, chung tùy mọi người xài gì xài ha, ví dụ như đựng nước đá hay là đổ rau câu gì cũng được nè, có thương hiệu luôn. Rồi em bán 3 món nè, chung 3 món luôn nha mọi người, mã số 1 chỉ 300 ngàn, 3 món nè. Rồi số 2 nè, cái kèn harmonica của Japan 21 đó, nó để là 21 như là 21 lỗ mọi người, này ký hiệu của Nhật, cái này là tông B. Ngoại hình thì nó có cấn mớp tí nè, nó mớp tí nha mọi người, nè mớp nè, là mọi người mở nó ra ha, mở ra rồi mình nắn cái miếng vỏ này là nó ok ha. Rồi cái này là bằng gỗ nè, thân nó bằng gỗ, nó làm thủ công bằng gỗ. Đó âm thanh đó, Monica Tombo, đây là thương hiệu Tombo ha. Đây lỗ nó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lỗ nha mọi người. Đó. 21 lỗ là nó cũng để là 21 nè, là 21 lỗ. Rồi mã là số 2 nha, 300 ngàn. Rồi tiếp theo là cái cây mở buri nha mọi người, mở buri xe mà loại ô tô. Nói chung xe nào máy mà máy dạng máy đứng á, hai cam đôi mọi người, buri nó sẽ nằm giữa cái lồng xi lanh đó, nên mình phải dùng cái buri dài mình thọt vô nè, cái đầu mở. Cái này là của gặp money nha mọi người, đây gặp money nè, của BMW luôn, cái này theo xe BMW của Đức, dài 17 cm, bằng thép nha, rất là cứng, thép dày,
trung xịn. Rồi mã số 3 nha, 150. Cái này ra dài quá, em xài xe thì nó ngắn hơn tí. Mọi người nào xài máy xe mà nó dài cần cái dài thì xài ha. À, ok. Chiều dài nó tới 17 là. Mở buri thông dụng xe máy 16 á. Rồi số 4 là cái đây cái máy tính của Casio. Này. Đó. Máy tính nhìn rõ nét, không bị chói luôn mọi người. Đó. Đèn trên chói xuống mà nó vẫn nhìn rất là rõ nha. Cái này xài năng lượng mặt trời nha mọi người. Đây. Xài năng lượng mặt trời. Đây con này của Japan luôn nè. Casio Japan sản xuất. Nè, Japan. Cái con này như nó tự động nó tắt luôn. Để một hồi không sử dụng nó sẽ tắt. Hoặc là mình che ánh sáng mặt trời đi là nó hết hết nguồn năng lượng nó sẽ tắt ha. Không thấy nút tắt. Rồi. Máy tính này mã số 4 nha, giá 200 ngàn. Thước nè. Rồi số 5 là con máy Citigen. Citigen cũng xài năng lượng mặt trời nha. Cái mặt kính này nó bị chày thiếu. Nó đèn chày nè. Nó có nhiều chức năng mọi người. Rồi xài năng lượng mặt trời nè. Mở lên. Đó. Máy này nó cũng tự động nó tắt nha mọi người. Rồi tự động tắt ha. Đây hoặc là che năng lượng đi nó sẽ tắt. Đây, con này là sản xuất tại China, công nghệ của Citigen Japan. Rồi mã số 5 nha, 200 ngàn. Rồi con số 6 nè, con Casio size nó lớn, size lớn hơn mọi người. Mấy con này nó đều tự động tắt hết nha. Chúng mình không xài hoặc là ánh sáng yếu nó sẽ tắt đi đó. Con này size to, màn hình nó rất là to, bấm được nhiều số mọi người. Rồi mã là số 6 nha, 250 ngàn. 200, hai con nhỏ là 200. Rồi tiếp theo em
về được cái này rất là độc, chung giống như đồ xưa, đồ cổ. Nó giống như cái mic mọi người nè, giống như cái mic mình hát karaoke ha. Nhưng mà nó em thì không có test nha mọi người, không biết xài cái này đó. Thương hiệu nè, nó để là micro microphone T17 1723 CFI42, hãng gì không biết. Nó bằng nhôm đúc nha, nó bằng nhôm đúc nguyên cây luôn nè, nó lỗ mít nè, giống như của bộ đàm hay là cái thiết bị gì đó. Nói chung nhìn nó hay hay, rồi bán tù mù nhưng mà không có thử. Rồi mã số 7 nha, 200 ngàn cái mít. Rồi số 8 là cái đồng hồ đây, cái đồng hồ của Seiko đây, mặt kính đẹp, xài pin quạt nè, ra ban sản xuất đây, vỏ bằng gỗ nha, vỏ viền gỗ. Nó có khuyết điểm tí là nó bị nứt cái phần đằng sau nè mọi người, trông treo lên thì không ai thấy được, nứt hai chỗ nè, đây với chỗ bắt ốc á, nó nứt. Rồi máy da ban luôn nha, đây. Máy da ban sản xuất nè, có công tắc on off, khi mình không nó muốn hoạt động nữa thì tắt ha. Rồi xài pin nè, này mặt sau nè, nứt hai chỗ nè, chỗ này nè, chỗ này, chỗ lỗ ốc đó. Rồi viền gỗ này đẹp, viền gỗ con này đẹp, nó gỗ đó. Rổ màu cũng đẹp luôn, con này đẹp, chỉ khuyết cái là mặt sau hết tí này. Kiến đẹp luôn, dễ nhìn, số nền trắng. Rồi size nó là 30 nhân 29 30 29 30. Rồi mã số 8 nha mọi người, 650 ngàn. Tiếp theo là cái logo của xe hơi nha, đây là logo của xe hơi mọi người, đây cái logo xe hơi, nó khá là nặng nha, nó khoảng cỡ 300 gram, trăm mấy gram, 30 gram á. Ở trên nó có ghi chữ Nissan nè mọi người, Nissan đó, Nissan nè, này lỗ để bắt ốc vô nè, này gài vô ở trên luôn. Cái logo này nó chống gãy nha, nè dù mình bẻ vậy nè nó không gãy luôn, đi giao quẹt gì đó gắn xe đó. Hay vậy, thiết kế nó là chống gãy, quay 360 luôn, quạt tới đụng nó cũng không gãy nữa nè, có lò xo này, làm chất liệu gì đó mà cầm nặng lắm, mạ lên bóng đẹp. Rồi mã số 9 nè, 300 ngàn Nissan, logo nó tên là Nissan. Rồi cuối cùng là cái thùng, thùng đựng dụng cụ, cái thùng này còn nguyên à, nhựa dẻo nha, thùng của Japan sản xuất, thương hiệu là đây, thương hiệu nó ngôi sao Super Box Japan sản xuất này. Kích thước là 385 nhân 202 nhân 140, này phù hợp định đồ nghề, dụng cụ đồ cây cảnh đồ mọi người, bỏ dao kéo được đây, rất là tiện. 285 chiều dài nó là 285, ngang là 200 đi, 20 nè, 202 nè, cao 14 đó, nhựa dẻo nha, rất dẻo, không có bị giòn, không có bể. Rồi mã số 10 nha, 300 ngàn.
rồi, em kết thúc video này đây. Cảm ơn mọi người.